Rồi cho anh Nguyên xem đó, cỏ lá hình thái nè đây. Và để trồng thì hello, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Hoạt Kiển Hụt Thi, tọa lạc tại số 36 đường DT 848 khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với số online 0918 708 965. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay Hoạt Kiển Hụt Thi sẽ hướng dẫn quý vị cách chúng ta trồng cỏ lá gừng Thái nha. Và đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị cho mình cỏ lá gừng Thái cái số lượng phù hợp với diện tích đất của mình. Và thứ hai là chúng ta chuẩn bị cho ha. Và đầu tiên thì về mặt đất thì quý anh chị làm sạch sẽ và có thể là bón phân vi sinh cho đất nó ok để mình chúng ta trồng cỏ nha. Đó, và đây hiện tại là những cái cụm cỏ lá gừng Thái như thế này đây. Rồi cho anh Nguyên xem đó, cỏ lá hình thái nè đây. Và để trồng thì chúng ta phải rải một lớp tro mỏng lên bề mặt mặt đất nha. Đó, rải một lớp tro mỏng lên bề mặt mặt đất. Đối với đất đất mềm ha, còn những loại cát thì chúng ta rải nửa lóng tay trở lại nha, tầm nửa lóng tay trở lại. Rồi ha, đầu tiên chúng ta đặt cỏ xuống, chúng ta nhấn nó xuống khoảng cho nó bám, dễ bám vào mặt đất nha. Và khoảng cách để trồng cỏ lá gừng Thái là tầm 10 đến 15 cm nha các bạn. Đó, 10 đến 15 cm. Đó, 10 đến 15 cm đây. Đây là mô hình chúng em sẽ giới thiệu cho quý vị dễ nắm. Và sau đó thì chúng ta rải lên bề mặt những cái cụm cỏ như này một lớp tro mỏng nữa ha, rải lên một lớp tro mỏng, một lớp tro mỏng. Rồi sau đó thì chúng ta trồng tới đâu chúng ta tưới tới đó để mà cỏ nó không bị khô ha. Nếu chúng ta trồng 1000 mét đi chúng ta tưới thì nó sẽ dễ bị héo cỏ, nó sẽ bị hư. Thì chúng ta trồng tới đâu chung tưới tới đó. À, quý chị tưới cho em ha. Đó. Tưới. Đây là cái mô hình tưới của em, nhưng mà có thể quý anh chị có những cái vòi tưới tự động hoặc là những cái vòi sen á, chúng ta tưới lên. Đó. Đó, khi mà tro nè quý anh chị để ý nè. Tro nó trôi xuống nè, nó sẽ dính vào những cái rễ của cỏ lá gừng Thái nè. Đó. Đó, tro nó dính vào rễ cỏ lá gừng Thái. Đó, khi mà đến tầm nửa tháng sau thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Và quý anh chị nhớ là mới trồng thì chúng ta tùy theo cái thời tiết nắng nóng hay là vừa thì chúng ta tưới từ tầm một ngày á, chúng ta tưới tầm khoảng 2 đến 3 lần. Và từ 5 đến 7 ngày thì chúng ta nên bón phân ure, phân đạm cho nó nha. Đó. Phân đạm để mà giúp cho cái cỏ chúng ta được xanh. Và 1 kg phân đạm chúng ta có thể rải được tầm khoảng 50 mét vuông ha. Đó. Thì qua đây thì cũng đơn giản không quý anh chị. Đó, cũng rất là đơn giản. Thì anh chị cũng biết cách để chúng ta trồng cỏ lá gừng Thái rồi ha. Dạ, thì qua Kiển Hụt Thi cũng nhận cung cấp cỏ lá gừng Thái cho mình luôn ha. Cỏ nhung nhật ha, cỏ lá gừng ta, cỏ xím chi, cỏ đào phộng luôn. Và một bao cỏ như chúng em như là thế này. Đây, quý vị cũng chuẩn bị cho khách nè. Thì tầm khoảng một bao như thế này tầm khoảng 2 đến 3 mét chúng ta có thể trồng được, tầm 2 đến 3 mét nha. Đó. Anh chị cần thì cứ liên hệ với qua Kiển Hụt Thi luôn nha. 0918 708 965. Và chúng em cũng nhận cung cấp một số loại cây công trình lớn, những cái mặt hàng hàng lá, hàng phong thủy và những cái hàng công trình có hoa, rất nhiều chủng loại luôn. Anh chị cần thì cứ liên hệ nha. Và hãy nhớ vào cái kênh YouTube Hoa Kiển Hụt Thi Vlog để tham khảo các mặt hàng trên đó, hơn 900 cái video clip đăng về tất cả các mặt hàng sản phẩm. Đó, và hãy nhớ đăng ký kênh và cho chúng em một like để mà cho chúng em có thêm động lực tạo những cái clip, những sản phẩm hay hơn nha. Và bây giờ thì Hoa Kiển Hụt Thi cũng xin tạm dừng clip tại đây. Chúc quý anh chị một ngày thật là tốt lành, vui vẻ, mát mẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.